Neymar bị phạt 1 triệu USD sau ồn ào ngoại tình bạn gái đang mang bầu, cha ruột bị bắt giữ. Neymar gần đây lại trở thành cái tên nổi đình đám trên các mặt báo, nhưng không phải vì gây ấn tượng trên sân cỏ mà là đời tư phức tạp của anh chàng. Sau bê bối ngoại tình, Neymar mới đây tiếp tục nhận tin dữ. Cụ thể, cầu thủ 31 tuổi vừa qua dính bê bối ngoại tình trong khi bạn gái Bruna Biancardi đang mang thai. Chính Neymar sau đó đã đăng đàn thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi tới Bruna. Những tưởng sóng gió sẽ trôi qua với siêu sao của Paris Saint-Germain thì mới đây anh lại phải đón thêm một tin dữ từ quê nhà Brazil. Theo đó, một công trình xây dựng lớn tại biệt thự của Neymar ở bang Rio de Janeiro bị tạm dừng hôm 22 tháng 6 vì vi phạm môi trường. Việc này có thể dẫn đến các khoản tiền phạt khoảng 1 triệu USD, các nhà chức trách cho biết. Theo tờ UOL, cha của tiền đạo 31 tuổi, ông Neymar S.A. bị bắt giữ vì những cáo buộc tội phạm môi trường. Trước đó đã có một đơn khiếu nại được gửi lên chính quyền tố giác ông có hành vi liên quan tới phá rừng, phá đá và tác động đến sông nước khi đang điều hành thi công biệt thự của Neymar tại quê nhà. Chính quyền địa phương được cho là đã phạt ông Neymar S.A. 5 triệu Real Brazil, tương đương 822.000 bảng. Báo cáo cho biết, cha của tiền đạo Paris Saint-Germain hiện đã được trả tự do nhưng vẫn sẽ chịu sự theo dõi. Ông cũng sẽ phải làm việc với cảnh sát để phục vụ điều tra thêm do công trình tồn tại nhiều dấu hiệu trái pháp luật. Vụ việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Neymar khi mà anh được cho là đang muốn về Barca. Lý do bởi cha cũng chính là người đại diện của anh tạm thời không thể xuất cảnh do đang bị điều tra. Vì vậy, mọi động thái chuyển nhượng chắc chắn sẽ bị đình trệ. Cuộc điều tra đã diễn ra từ lâu và cha của Neymar bị đưa vào tầm ngắm sau khi xuất hiện những lá đơn khiếu nại từ những công dân sống lân cận. Và sau đó, một quan chức về môi trường đã đến tận nơi xem xét vụ việc. Sau cuộc cãi vã, bố của Neymar đã bị cảnh sát đưa đi. Sau khi liên hệ qua luật sư, ông đã được thả, nhưng ông phải đối diện với án phạt 1 triệu USD. Đồng thời, thư ký Barrento cũng yêu cầu ông bố của Neymar cần được giáo dục nhiều hơn về vấn đề môi trường. Theo thông tin, không chỉ phá đá, phá rừng trái phép, ông Neymar còn góp phần khiến dòng sông bị dịch chuyển sau những việc làm sai trái của mình. Sự việc bố của Neymar bị bắt xảy ra chỉ vài giờ sau khi chân sút của Paris Saint-Germain đưa ra lời xin lỗi công khai tới cô bạn gái đang mang thai, Bruna Biancardi. Tiền đạo 31 tuổi đã đăng một lời tuyên bố dài trên mạng xã hội, thừa nhận đã lừa dối người tình để qua lại với gái lạ. Neymar gọi Bruna là người phụ nữ anh mơ ước sau những gì anh gọi là sai lầm, đồng thời cũng chỉ trích truyền thông đã hé lộ những thông tin không hay về anh trong bối cảnh Bruna cần được yên tĩnh tuyệt đối để dưỡng thai. Sự việc bắt đầu khi một người mẫu có tên Fernanda Campos công khai những đoạn tin nhắn riêng tư với Neymar. Cô còn tiết lộ từng được cầu thủ Neymar mời đến căn hộ ở Brazil vào ngày lễ tình nhân của Brazil và qua đêm cùng nhau. Không thể chối cãi sự thật, chân sút của Paris Saint-Germain buộc phải lên tiếng xin lỗi bạn gái đang mang bầu của mình. Ngôi sao người Brazil nhắn nhủ tới bạn gái: "Anh đã mắc lỗi, đã làm điều sai trái với em, Bruna, anh xin lỗi vì đã mắc sai lầm. Anh thấy mình buộc phải lên tiếng công khai, nếu một vấn đề riêng tư bị phơi bày trước công chúng thì lời xin lỗi cũng phải được đưa ra công khai. Anh không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu em. Anh không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục, nhưng hôm nay em chắc chắn là điều anh muốn cố gắng. Quyết tâm của chúng ta sẽ đạt được, tình yêu của hai ta dành cho con sẽ chiến thắng, tình cảm giữa hai ta sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta là mãi mãi, anh yêu em." Đáng chú ý, thay vì phản ứng gay gắt như các cặp đôi thông thường, bạn gái của Neymar là Bruna Biancardi lại tỏ ra rất thản nhiên trước việc ngoại tình của bạn trai. Theo tiết lộ của nhà báo Elam Batos, thực chất giữa Neymar và Bruna Biancardi đã có một thỏa thuận liên quan đến vấn đề này. Cụ thể là Bruna Biancardi cho phép Neymar có quan hệ với những cô gái khác, nhưng điều kiện là anh phải kín đáo. Tất nhiên, những người trong cuộc đến nay chưa từng lên tiếng thừa nhận thỏa thuận này.